Thưa quý vị, mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức khai trương cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả, ra mắt đầu số tiếp nhận phản ánh tin giả và công bố nền tảng chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí. Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam thuộc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử có nhiệm vụ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả, công bố thông tin xác thực, tin giả, tin sai sự thật trên trang tin tingiả.gov.vn. Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, Cục đã xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp có địa chỉ tingiả.gov.vn với chức năng là cổng thông tin tiếp nhận trực tuyến các phản ánh về tin giả của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cùng với việc ra mắt Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng công bố 3 nền tảng chuyển đổi số cho cơ quan báo chí. Cụ thể, thứ nhất là nền tảng quản lý tòa soạn điện tử, thứ hai là nền tảng phân tích thông tin dư luận trên mạng xã hội, và thứ ba là nền tảng phòng chống tấn công và ứng cứu khẩn cấp cho hệ thống thông tin của cơ quan báo chí, nhằm tạo lá chắn trong hoạt động trên môi trường số. Khi cơ quan báo chí gặp sự cố nghiêm trọng, thông qua hệ thống điều phối và ứng cứu khẩn cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai các biện pháp công nghệ, bố trí nguồn lực cho mạng lưới, hỗ trợ cơ quan báo chí khắc phục kịp thời.